Kính chào quý vị đến với bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị đến với thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến 18 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận 136 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 233 ca so với ngày 1 tháng 11 phân theo yếu tố dịch tễ. Tết dương sàng lọc, 127 ca. Cách ly tập trung, 9 ca. Phân theo nơi cư trú. Ngoài tỉnh, 6 ca. Thị xã Hòa Thành, 38 ca. Trong đó, Hiệp Tân 3 ca. Phường Long Hoa 5 ca. Long Thành Trung 5 ca. Trường Đông 18 ca. Trường Tây 7 ca. Huyện Gò Dầu, 22 ca. Trong đó, Cẩm Giang 2 ca. Hiệp Thành 1 ca. Phước Đông 1 ca. Phước Thạnh 3 ca. Phước Trạch 5 ca, Thành Đức 2 ca, thị trấn Gò Dầu 8 ca, huyện Tân Biên 18 ca, trong đó Tân Lập 4 ca, Thạnh Bắc 1 ca, Thạnh Tây 2 ca, thị trấn Tân Biên 11 ca, huyện Tân Châu 17 ca, trong đó Tân Hiệp 5 ca, Tân Hưng 1 ca, Tân Thành 7 ca, Thạnh Đông 4 ca, huyện Dương Minh Châu 11 ca, trong đó Bầu Năng 1 ca, Chà là 1 ca, Phước Minh 5 ca. Suối Đá 2 ca, Trung Mít 2 ca, thành phố Tây Ninh 11 ca, trong đó Bình Minh 1 ca, Ninh Sơn 1 ca, Ninh Thạnh 4 ca, phường 1 1 ca, phường 3 3 ca, Thạnh Tân 1 ca, huyện Châu Thành 6 ca, trong đó Đồng Khởi 2 ca, Phước Vinh 1 ca, Thanh Điền 1 ca, Trí Bình 1 ca, thị trấn Châu Thành 1 ca, thị xã Trảng Bàng 5 ca, trong đó Gia Lộc 1 ca. Phương Trảng Bàng 1 ca, Phước Bình 2 ca, Phước Chỉ 1 ca, Huyện Bến Cầu 2 ca, trong đó Long Chữ 1 ca, Tiên Thuận 1 ca. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 là 12.434 ca, đang điều trị 1.943 ca, đã điều trị khỏi và xuất viện 10.329 ca, trong đó ngày 2 tháng 11 là 24 ca, tử vong. 162 ca, trong đó, ngày 2 tháng 11 là 1 ca. Vùng phong tỏa. Tính đến ngày 2 tháng 11 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 942 vùng phong tỏa, trong đó, đang phong tỏa 160 vùng, đã kết thúc phong tỏa 782 vùng. Tình hình cách ly y tế. Cách ly tập trung, 1.618 người. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú, 3.540 người. Tiêm vaccine trong ngày đã tiêm 2.986 liều vaccine. Tính đến ngày 2 tháng 11 năm 2021, đã tiêm được 1.268.348 liều, trong tổng số 1.436.490 liều tỉnh được Bộ Y tế phân bổ, trong đó mũi 1 là 885.055 liều, mũi 2 là 383.293 liều. Thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Trong ngày 2 tháng 11, các địa phương đã chi hỗ trợ 727 người, với số tiền 1 tỷ 180 triệu 50 000 đồng. Từ khi thực hiện chính sách đến ngày 2 tháng 11 năm 2021, các địa phương đã chi hỗ trợ tổng cộng 105.604 người, với số tiền 158 tỷ 718 triệu 10 000 đồng. Quý vị hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ https 2 gạch chéo gạch chéo www.ttv11 com vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin. Thân mến chào tạm biệt.